ngày 3 tháng 9, Công an thành phố Lai Châu cho biết vừa bắt giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi giết người, gây rối trật tự công cộng. Các đối tượng bị bắt cùng trú tại xã Lản Nhì Thàng, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, trong độ tuổi từ 15 đến 21 tuổi. Trước đó, do mâu thuẫn nên vào khoảng 23 giờ ngày 1 tháng 9, nhóm thiếu niên bao gồm S 16 tuổi, K 16 tuổi và P 13 tuổi cùng một số thanh niên khác trú tại xã Sùng Phái, thành phố Lai Châu và nhóm của Phan Cao Quẩn, 20 tuổi, đối tượng cầm đầu, đã dùng hung khí nguy hiểm như dao phóng lợn, gậy sắt và vỏ chai bia lao vào đánh nhau. Hai nhóm đã sử dụng xe máy để đuổi nhau qua các tuyến đường từ xã Sùng Phái đến khu vực trung tâm thành phố Lai Châu. Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Phan Cao Quẩn đã dùng dao và gậy sắt tấn công, khiến cho TAP sinh năm 2011 bị thương nặng và tử vong tại bệnh viện. Một thanh niên khác là T cũng bị thương nặng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an thành phố Lai Châu đã tiến hành điều tra và bắt giữ các đối tượng. Hiện tại, vụ án đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Công an tỉnh Hà Giang đã thông tin về vụ hàng chục quái xế tập trung ở Hồ Nong, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên. Khi công an kiểm tra thì bỏ chạy. Qua công tác nghiệp vụ, đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Vị Xuyên đã phát hiện có một nhóm thanh thiếu niên tổ chức gặp mặt tại khu vực Hồ Nong, thôn Nong 1, xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, bắt đầu từ 8 giờ ngày 2 tháng 9 năm 2024, dự kiến khoảng 60 phương tiện. Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông trật tự, cảnh sát hình sự, Công an xã Phú Linh tổ chức kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng đã điều khiển xe bỏ chạy. Công an Vị Xuyên đã tạm giữ 26 xe mô tô và xe gắn máy với 30 thanh thiếu niên đi trên các xe, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Bắc Quang, huyện Yên Minh, huyện Đồng Văn, Vị Xuyên, Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Đa số người điều khiển đều dưới 18 tuổi. Kiểm tra nhanh các trường hợp trên, sơ bộ xác định các vi phạm như chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe, thay đổi kết cấu của xe như độ bô, xoáy nòng, nâng cao phân khối xe, lắp đèn, đồng hồ, độ vành lốp không đúng chủng loại, không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, trở quá số người quy định. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Sáng ngày 3 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Cam Nghĩa, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa xác nhận lực lượng chức năng của phường này vừa phối hợp cùng người dân ngăn chặn thành công một người phụ nữ ôm nhau con nhỏ có ý định nhảy cầu. Theo ông Nguyễn Anh Phúc, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự phường Cam Nghĩa, trước đó vào khoảng 17 giờ 18 phút ngày 2 tháng 9, trong lúc lực lượng dân quân thường trực của phường đang trực ở trụ sở thì nhận được tin báo có người phụ nữ đang có ý định nhảy cầu Long Hồ thuộc địa bàn của phường. Nhanh chóng đến hiện trường, lực lượng chức năng vừa vận động và thuyết phục người phụ nữ, vừa bố trí tiếp cận ngăn chặn tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Tuy nhiên, người phụ nữ ôm con hoảng loạn và không hề có ý định lắng nghe. Ông Nguyễn Anh Phúc cho hay, thời điểm này người phụ nữ có tinh thần hoảng loạn nên không thể khuyên nhủ, vì vậy lực lượng đã nhanh chóng tiếp cận và ôm lấy chị này để kéo vào khu vực an toàn. Em bé cũng an toàn sau đó. Người phụ nữ tên H, khoảng 30 tuổi, trú ở thành phố Cam Ranh. Sau sự việc, chúng tôi đã liên hệ gia đình và đến tối cùng ngày, người thân đã có mặt để đưa hai mẹ con về.